Hello tất cả các bạn, trước mặt các bạn đây là chiếc nhiệt kế điện tử hồng ngoại Microlite NC200. Trước đây thì mình thường sử dụng nhiệt kế thủy ngân, tuy nhiên thì sử dụng nó khá là bất tiện và kết quả thì lại chờ lâu nữa. Và mình đã chuyển sang sử dụng em nhiệt kế điện tử hồng ngoại này. Ngày hôm nay thì em nó được giao đến. Theo đánh giá của những người dùng trước thì nhiệt kế điện tử hồng ngoại này cho kết quả nhanh, đo chính xác và có thể lưu trữ được 30 kết quả đo gần nhất. Bây giờ thì mình sẽ đập hộp xem là em nó có đúng như là đã review nhé. Em nhiệt kế này thì có bộ sản phẩm bao gồm một thân máy. Trên thân máy thì có phần nắp cao su bảo vệ phần cảm biến. Máy này được đi kèm hai pin Alkaline 1.5V. Ngoài ra thì còn có một túi đựng để các bạn có thể mang theo trong quá trình sử dụng. Trên thân máy thì có phần khoang chứa pin ở phía sau. Và mình đã chuẩn bị hai pin 1.5V. Hai pin AA. Sau khi các bạn lắp pin xong thì có thể quan sát là phía trước có màn hình. Lúc này thì các bạn có thể sử dụng với nút bấm ở phía dưới. Để sử dụng nhiệt kế thì các bạn lắp pin vào. Sau khi lắp pin thì màn hình sẽ hiển thị, và nếu như bỏ qua bước cài đặt thời gian thì màn hình sẽ hiển thị trống. Các bạn nhấn nút mode trong vòng 8 giây để cài đặt lại thời gian. Lúc này thì màn hình sẽ nhấp nháy số 5 ở góc và các bạn điều chỉnh bằng nút M về số 5 hiện tại. Nhấn mode để xác nhận, điều chỉnh thời gian, số giờ và số phút, điều chỉnh thời gian, ngày tháng, nhấn M, nhấn mode để xác nhận, điều chỉnh số giờ và số phút. Nhấn mode để xác nhận. Sau khi đã cài đặt thời gian rồi, nếu như không có thao tác nào trong vòng 20 giây thì nhiệt kế sẽ tự động chuyển sang chế độ sẵn sàng đo. Tiếp theo chúng ta cài đặt phần tắt âm báo, nhấn giữ nút mode trong 3 giây. Màn hình sẽ hiển thị và các bạn nhấn M để chọn âm báo hoặc là không. Nhấn mode để xác nhận. Tiếp theo điều chỉnh chọn độ C hoặc là độ F. Nhấn M để chọn. Sau đó nhấn mode để xác nhận. Với khoảng nhiệt độ đo thân nhiệt, độ C là 34 đến 43 độ, còn đo vật thể là 0 đến 100 độ C. Để sử dụng nhiệt kế thì khi lắp pin vào, nhiệt kế được thiết lập mặc định ở chế độ đo thân nhiệt. Các bạn có thể nhấn nút mode để chuyển sang chế độ đo vật thể, còn quay trở lại cũng bằng cách là nhấn nút mode thêm một lần nữa. Trước khi đo, các bạn vén tóc, lau mồ hôi và bụi trên trán để đảm bảo độ chính xác của kết quả. Hướng đầu dò của nhiệt kế vào giữa trán từ cự ly không xa hơn 5 cm. Nhấn nút start để bắt đầu đo. Nhiệt kế sẽ tự động bắt đầu đo khi đầu cảm biến dò được đối tượng trong phạm vi 5 cm. Sau 1 giây sẽ có tiếng bíp dài báo hiệu quá trình đo hoàn tất. Cảnh báo nhiệt độ đo được quá cao sẽ có ký hiệu H. Khi kết quả trên 43 độ C ở chế độ đo thân nhiệt, cảnh báo nhiệt độ đo được quá thấp sẽ có ký hiệu L hiển thị. Khi kết quả dưới 34 độ C ở chế độ đo thân nhiệt, bạn có thể tham khảo một số mức thân nhiệt bình thường tùy vào vị trí và thiết bị đo. Ví dụ như là ở nách từ 34.7 đến 37.3 độ C, ở miệng 35.5 đến 37.5 độ C, trực tràng là 36.6 đến 38 độ C. Nếu kết quả cơ thể nhỏ hơn 37.5 độ C, đèn xanh lục sẽ sáng trong 5 giây. Nếu kết quả đo cơ thể lớn hơn hoặc bằng 37.5 độ C thì đèn màu đỏ sẽ sáng trong 5 giây. Để tiến hành đo vật thể, các bạn chuyển chế độ mode sang chế độ đo vật thể. Sau đó thao tác tương tự như chế độ đo cơ thể. Khi nhiệt độ môi trường quá cao sẽ có ký hiệu AH cảnh báo, hiển thị khi nhiệt độ môi trường cao hơn 40 độ C. Còn nhiệt độ môi trường quá thấp sẽ có ký hiệu AL hiển thị khi nhiệt độ thấp hơn 15 độ C. Ký hiệu H sẽ hiển thị khi nhiệt độ của vật thể hơn 100 độ C và ký hiệu L sẽ hiển thị khi nhiệt độ vật thể dưới 0 độ C. Chiếc nhiệt kế điện tử này có khả năng lưu trữ được 30 kết quả đo gần nhất cùng ngày, giờ, tháng đo. Và để xem lại kết quả đo cùng ngày, giờ, tháng đo thì các bạn nhấn nút M.
trong khi màn hình đang tắt. Nhấn nút M lần nữa để xem lần lượt kết quả đo. Khi màn hình hiển thị lỗi E0 hoặc E6 là lỗi hệ thống. Hiển thị E2 là do các bạn đặt nhiệt kế quá gần trán hoặc là vật thể cần đo, cần phải giữ khoảng cách đo trong vòng 1-5cm, không để bất cứ vật gì chạm vào mặt dưới, tức là phần cảm biến của đầu dò. Mình thấy em này sử dụng rất là tiện lợi, nhất là gia đình nào có trẻ nhỏ thì sử dụng lại càng đơn giản. Một điểm nữa mà mình cực thích ở chiếc nhiệt kế này đó là thiết kế nhỏ gọn. Mình có thể mang đi sử dụng khi công tác ở bất cứ nơi nào hay là bất cứ khi nào cũng rất là nhanh. Đặc biệt là em nhiệt kế này đang được bán ở trên thị trường với giá là 970.000. Nhưng mà nếu bạn nào đặt mua bằng cách là để lại số điện thoại ở dưới video này thì sẽ được nhận ngay ưu đãi là giảm 220.000 khi mua hàng tại meta.vn đấy. Nhanh tay đặt hàng để được nhận ưu đãi nhé các bạn. Hoặc là nếu như các bạn muốn được tư vấn thêm thì có thể liên hệ đến hotline tại Hà Nội là 024-3568-6969 hoặc tại Hồ Chí Minh là 028-3833-3366 nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.